Tin chúng tôi vừa thực hiện, thưa quý vị, cho đến thời điểm này, Hà Nội đã có ca lây nhiễm đầu tiên trong cộng đồng sau 73 ngày không có dịch với bệnh nhân. Theo thông tin mới nhất của Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 của Hà Nội, hiện 5 trường hợp F1 của bệnh nhân 2911 đã cho kết quả lần 1 dương tính với SARS-CoV-2. Đặc biệt, 2 trong số này là công nhân trong khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Do vậy, nguy cơ lây lan trong cộng đồng tại thủ đô được đánh giá là rất cao. Ngay trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có cuộc kiểm tra và làm việc với huyện Đông Anh, địa bàn mà bệnh nhân nhiễm COVID-19 sinh sống để kiểm tra công tác rà soát, truy vết để dập dịch. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng, trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 nhấn mạnh, dù là kết quả xét nghiệm dương tính lần 1, nhưng Hà Nội coi đây là các bệnh nhân dương tính để khoanh vùng. Trong số 5 người cho kết quả dương tính lần đầu, 2 công nhân ở công ty Panasonic và công ty Vico. Do vậy, Hà Nội yêu cầu tiến hành rà soát khẩn trương để khoanh vùng dập dịch. Đáng chú ý, 2 công nhân này đã tiếp xúc nhiều với đồng nghiệp trong quá trình làm việc. Theo báo cáo, tổng số công nhân của 2 đơn vị này là trên 3.700 công nhân. Trong đó đã rà soát được 28 F1 của bệnh nhân là công ty Panasonic và còn con số F1 của bệnh nhân là công nhân tại công ty Vico hiện đang được rà soát. Hà Nội yêu cầu ngành y tế thực hiện đúng mốc thời gian sau 10 giờ phải trả lời kết quả của các F1. Đồng thời, lãnh đạo Hà Nội đồng ý với đề xuất của Đông Anh sẽ lấy mẫu tất cả các trường hợp F2. Lãnh đạo thành phố Hà Nội nhận định sau diễn biến ca bệnh 2911 rất phức tạp xảy ra trong dịp nghỉ lễ, là dịp các gia đình tổ chức cá nhân có nhu cầu đi lại tham quan, du lịch tập trung rất đông người. Bên cạnh đó, hiện có khu công nghiệp Thăng Long với gần 60.000 công nhân, người lao động đến từ nhiều nơi trên cả nước sẽ dẫn đến nguy cơ xảy ra bùng phát, lây lan dịch bệnh. Do vậy, công tác điều tra, truy vết, khoanh vùng, dập dịch là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang có mặt trước điểm chốt chặn tại thôn Lộ Giao, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, nơi mà bệnh nhân 2911 sinh sống. Theo như rà soát, thì cho đến thời điểm này đã rà soát được 25 trường hợp F1 và 96 trường hợp F2 đối với bệnh nhân 2911. Riêng trong thôn Lộ Giao thì có tất cả 17 trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân 2911. Cho đến thời điểm này thì tất cả thôn Lộ Giao đã được khoanh vùng với nguyên tắc là nội bất xuất, ngoại bất nhập, và tất cả những công tác như là hỗ trợ về hậu cần cũng như là đảm bảo sinh hoạt của người dân đang được Ban Chỉ đạo quan tâm đặc biệt để cuộc sống của người dân ở đây không bị xáo trộn. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn về các biện pháp phòng chống COVID-19 khi dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin của bệnh nhân tại Hà Nam vào chiều qua, Bộ Y tế đã chỉ đạo ngành Y tế Hà Nam khẩn trương điều tra, tiến hành truy vết thần tốc. Tại địa phương nơi cư trú, qua kết quả truy vết, bệnh nhân đã có tiếp xúc, giao lưu ăn uống, gặp gỡ bạn bè, người quen trong các ngày 22-23 tháng 4 năm 2021. Những người tiếp xúc với bệnh nhân sau đó đã trở về các tỉnh, thành phố khác. Và với tỉnh Hà Nam, Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương truy vết, thực hiện cách ly tập trung tất cả những trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp mắc bệnh F1, thực hiện rà soát các trường hợp tiếp xúc với trường hợp tiếp xúc gần F2, yêu cầu cách ly tại nhà, tổ chức khẩn trương lấy mẫu toàn bộ 1.068 nhân khẩu tại 322 hộ gia đình trên địa bàn thôn Quang Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân. Đối với thôn Quang Nhân, xã Đạo Lý của huyện Lý Nhân, Hà Nam, với hơn 1.000 dân cần khoanh vùng chặt ngay và kiểm soát chặt chẽ, không cho người dân ra vào thôn. Bên trong thôn, các hộ gia đình phải cách ly giữa nhà với nhà, người dân không được giao lưu. Đồng thời, thành lập ngay tổ COVID-19 cộng đồng để tuyên truyền, kiểm tra và kịp thời phát hiện những người có biểu hiện bệnh đưa đi cách ly. Tỉnh huy động các lực lượng chuyên môn, triển khai lấy mẫu để xét nghiệm ngay trong đêm 29 tháng 4 đối với toàn bộ dân của thôn. Trong trường hợp ghi nhận thêm ca bệnh, Bộ Y tế sẽ cử các chuyên gia từ các bệnh viện tuyến trung ương hỗ trợ kịp thời. Bộ Y tế sáng nay 30 tháng 4 ghi nhận 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó, ngoài 1 ca nhập cảnh cách ly ngay ở Quảng Trị, hiện có thêm 3 ca ghi nhận trong nước tại Hà Nội và Hưng Yên. 3 ca lây nhiễm trong nước được ghi nhận từ số 2911 đến 2913. Cụ thể, ca 2911 ghi nhận tại Hà Nội. Nam, 28 tuổi, địa chỉ tại xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, là F1 của bệnh nhân 2899 tại Hà Nam. Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Tại Hưng Yên, ghi nhận 2 ca là một bé gái 2 tuổi và một cụ bà 58 tuổi ở xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Đây là bà cháu ruột, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Cháu gái trước đó cùng mẹ đi thăm người thân thì gặp bệnh nhân 2899. Thôn Hoàng Xá, xã Tiên Tiến,
Nơi cư trú của bệnh nhân này có dân số hơn 1.200. Hiện địa phương đã xác định được 30 F1 đưa đi cách ly tập trung. Với 4 ca bệnh mới, số ca mắc cả nước đã tăng lên 2.914 bệnh nhân tính từ đầu vụ dịch, trong đó có 2.516 người đã khỏi bệnh và được ra viện. Riêng chùm ca bệnh xuất phát từ Hà Nam, bắt đầu từ bệnh nhân 2899, đã ghi nhận 8 bệnh nhân tại 4 địa phương cho đến nay, trong số này có 2 trẻ em. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC Now tại địa chỉ www.vtcnow.net. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng, còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa, mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chắt lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những video hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình, podcast, sách nói, chuyện hay, là những bộ phim tài liệu lịch sử, khoa học kỳ bí, là câu chuyện chưa từng được khai phá về công nghệ, vũ khí, quốc phòng, và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtcnow.net để theo dõi các chương trình đặc sắc của VTC ngay hôm nay. now.vtc.vn, hệ thống phân phối nội dung đa phương tiện hàng đầu Việt Nam, thỏa mãn tối đa nhu cầu nghe, xem, đọc, tương tác cùng vô vàn tiện ích phục vụ đời sống của hàng chục triệu người dùng online. now.vtc.vn là phương tiện quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm dịch vụ của quý khách hàng nhanh nhất, dễ dàng nhất, là đòn bẩy gia tăng doanh số. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Nội dung số Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hotline 02444 501 365.